Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên xe hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường 42m đang mở rộng ha. À, đường này gọi là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu. Tọa lạc tại thị trấn Phước Hải, đất đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, thì vị trí em đang đứng đây là cách biển Phước Hải đâu đó khoảng tầm hơn 1 km thôi quý anh chị, khá là gần ha. À, thì trước khi vào cái sản phẩm hai mặt tiền thì em xin giới thiệu sơ vị trí ở đây quý anh chị đỡ phải mất thời gian ha. Thì đường ven biển Vũng Tàu, hướng này là đi về núi, kia là núi Minh Đạm nha quý anh chị. Hướng đi về Lan Rừng, đi qua khỏi núi Minh Đạm là đi về biển Long Hải, và cũng là hướng đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Cách biển Long Hải đâu đó khoảng tầm 3 km, và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 80 km quý anh chị. Lên đây mình rẽ trái là đi về biển Phước Hải quý anh chị ha. Cách biển Phước Hải khoảng tầm là 1,5 km thôi. Còn hướng ngược lại quý anh chị, còn hướng ngược lại đây là đi về biển Lộc An. Cách biển Lộc An khoảng tầm là 4 km, và cách biển Hồ Tràm khoảng tầm là 10 km, và cũng là hướng đi cốc là ghi Bình Thuận Xuyên Mộc đi hướng này ha. Đường này là sắp lên vỉa hè, sắp lên nhựa rồi nha quý anh chị. Đường này là 42m, khá là rộng rồi. Vỉa hè mình đâu đó khoảng tầm là 8m, vỉa hè chuẩn bị đang đổ rồi quý anh chị ha. Rồi, lô đất của mình tổng diện tích là 1036m2. Bám mặt tiền đường là từ mấy căn nhà vườn bên này quý anh chị. Đây, ngay mép này ha, bám mặt tiền đây. Qua ngay mấy bên này, mấy bê tông bên này, mình là góc hai mặt tiền nha quý anh chị. Là 24m. Phía sau mình là tốp hậu nhẹ còn 22m nha quý anh chị, là tốp hậu 2m. Sâu vào trong là 44m. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, quay về hướng đông nam. Có nghĩa là quay ra biển quý anh chị. Rất là mát mẻ rồi. Quay về hướng đông nam là về hướng biển là khá là mát, tại vì vị trí mình cũng sát biển đây quý anh chị. Đi ra biển đây khoảng tầm 3 phút đi xe là tới biển rồi. Thì lô đất của mình hiện tại chủ đang kêu giá chỉ có 16 triệu một mét vuông. Tính ra chỉ 16 tỷ rưỡi thôi quý anh chị. Đây. Thì thực ra là mình nghĩ một mặt tiền thôi, nhưng mà trên lô đất của mình là có một cái con đường. Con đường này là của hai lô đất phía sau. Người ta chủ lô đất phía sau tự người ta làm con đường đi vào để người ta bán hai lô đất phía sau của lô đất của mình ha. Nên là mình có thể trổ cửa ra bên hông này được nha quý anh chị. Đường này khoảng tầm là 3m ha, đường ô tô nha quý anh chị. Lô đất của mình thì cao ráo bằng phẳng, chủ đã bao quanh hết tường gạch rồi, ranh móc rất là rõ ràng, sổ sẵn công chứng sang tên ngay. Nằm ngay trung tâm của thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trường học, ủy ban, chợ thì đâu đó khoảng tầm là ra đây một chút xíu thôi, đi ra biển là ra đó là tiện ích xung quanh quý anh chị. Đường này là chuẩn bị làm, đang làm vỉa hè, chuẩn bị lên nhựa là đổ vỉa hè luôn quý anh chị ha. Đang thi công rất là tất bật luôn. Ở đây thì đoạn phía trên kia là xong rồi quý anh chị, chỉ là đoạn dưới này là chưa thôi. Đoạn phía trên sát Lan Rừng thì cũng sắp xong rồi quý anh chị. Ở đây thì người ta đang lên nhà vườn rất là nhiều, kế bên mình đây là người ta đang làm nhà vườn đây ha. Còn trên kia là người ta xây dựng biệt thự rất là đẹp luôn. Thì đất của mình là xây dựng tự do quý anh chị, mình có thể làm kho xưởng hoặc làm nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là làm nhà hai ba lầu gì tùy anh chị ha. Xây dựng thoải mái luôn. Vị trí của mình là cách một lô này thôi, cách một lô này thôi là sau này có một cái ngã ba khá là lớn luôn. Đây ngã ba này ha, đã chưa sẵn rồi quý anh chị, đã chưa sẵn rồi, một hướng là đi đâm thẳng ra biển luôn quý anh chị. Nhưng mà chưa có làm ha. Trước mắt là làm đường 42m, còn trên quy hoạch của mình là sau này sẽ làm một cái ngã tư đây quý anh chị. Cách một lô là tới lô đất của mình. Thì đất của mình là không có bị quy hoạch gì hết cho quý anh chị. Cuối video em sẽ quay sổ và soi quy hoạch của quý anh chị xem. Vị trí của mình đây, nhà san sát hết quý anh chị. Người ta đang lên rất là nhiều luôn ha. Còn đi ra đây rẽ trái là đi về ủy ban xã Long Mỹ quý anh chị. Xã Long Mỹ thì sắp lên thị trấn rồi, sắp sáp nhập vào thị trấn Phước Hải rồi, nên là nhà đầu tư về đây cũng rất là nhiều luôn quý anh chị. Vị trí mình là đi ra biển khoảng tầm 3 phút đi xe. Anh chị quan tâm lô đất này thì inbox liền cho em xin nói lại là mình tổng diện tích 1036m2. Bám mặt tiền đường nhựa ở đây là 24m, phía sau là tốp hậu nhẹ còn 22m, sâu vào trong là 44m. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, chủ đã lên 200m thổ cư rồi, mà giá chỉ có 16 triệu một mét vuông quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch xuống gì xem ha. Và đây là bản quy hoạch của mình ha. Đất của mình là đất ở đô thị toàn bộ nha quý anh chị, quay về hướng đông nam. Tổng diện tích là 1036 là đất ở đô thị hết luôn ha. Bám mặt tiền đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu là 24m nè, 8 này. Sâu vào trong là 44m rưỡi, phía sau mình là 22m2.
Đất của mình tốt hậu chỉ có 2 mét thôi quý anh chị. Nhưng mà mình đất xào tốt hậu không sao nha quý anh chị. Tại vì tổng diện tích mình là tới 1036 mét vuông lận quý anh chị. Thì anh chị có thể về đây mình làm kho xưởng, hoặc là mình phân lô tách thửa, hoặc là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng, hoặc là mình mua để dành đầu tư, tùy anh chị thôi. Đó, thì anh chị quan tâm các sản phẩm gần biển Phước Hải thì inbox liền cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.